Mọi người, Út đâu rồi? Hồi nãy chị lên trên phòng kiếm á, mà không thấy Út. Sớm giờ anh cũng ở nhà mà anh không có trong túi quần đâu, rồi biết Út đâu. Nãy Út xuống đây nè, Út làm cho em với chị Sơn một tăng rồi bỏ ở đâu á, đâu biết đâu. Út xuống thấy chè mà Út không nhớ để ăn luôn á hả? Không biết nữa. Không phải đâu, cái thằng này ăn uống ồn ào, ăn thanh lịch lịch sự chút xíu thôi. Chè ngon quá, ăn thanh lịch không được. Bởi vậy nhiều khi Út ghét em á, cho nên là Út đi lên á. Em nghĩ đó để mốt mua cái máng về đó để cho Hút trở về. Em thật là ngưỡng mộ cái câu nói này của anh hai. Bình thường anh với em là chung phe nha. Nhưng mà chị hai biết làm sao không? Út đi xuống đã rồi Út đi lên á, tại theo như em nghĩ là Út sợ mập. Tại vì dạo này Út đang yêu mà, nên là Út phải dịu dáng, ăn uống. Chị biết mà, ở nhà này ai cũng sợ mập hết, nhất là ông xã của chị nè. Biết là sợ rồi nhưng mà mọi người đừng nhắc chữ mập ở đây được không? Anh hai đứa mặt em để có bao nhiêu cái dán chè trên mặt ai? Nữa gì mà vô duyên vậy? Vừa hồi nãy minh mà cái mặt của anh hai nó còn bưng luôn á. Nhưng mà chị Tương muốn minh không minh gì Tương? Ăn nữa nha, ăn nữa nha. Chị cũng nên ăn ít lại đi nha. Chị mà ăn nhiều quá chị mập thay lên là anh Vũ bỏ chị là chị biết. Chị nói cho em nghe, anh Vũ là anh yêu thương chị, dù cho chị như thế nào anh vẫn yêu thương chị. Thêm một cái chuyện nữa, cái dáng của chị, cái body của chị là mình dây, không bao giờ mập. Đâu ra mình dây, chị có nước dây thun chứ mình dây cái gì. Quý ăn nữa không? Cho chị muốn thêm cho nè. Dạ. Chị cho em củ sen nè. Nhãn nhục. Đó. Chị cho xong ba chè nữa không là hết luôn. Cũng đăng là Sương. Thôi, bỏ chị bỏ chén em luôn đi. Bỏ cho Sương ngay đi. Thôi rồi, đó. Chị cho em cái nồi, cảm ơn chị. Trời ơi, thế hai đứa em ăn vậy chị vui quá à, ngày mai chị nấu tiếp nha. Được á chị, ngày mai chị nấu nữa đi. Ôi, chị nấu ngon quá à. Ngày mai mình đổ món chè khác đi chị, mình nấu đừng nấu chè dưỡng nhan nữa. Nấu cho mày chè ghim á. Ghim là gì anh? Chìm ghe. Hai chị em mày lên đó lên ăn rồi chìm ghe trở đi. Nghĩ tao lời kéo ăn một mình. Ở hai đứa bay hả họng cái là chị hai. Hãy nhớ có anh hai ở đây mới có chị hai nghe chưa? Vậy là anh hai đẻ cho chị hai. Nói lại vậy hai cưới chị hai. Nhưng mà em thấy là kể từ ngày mà chị hai về nhà mình ở đó thì có người không biết đi học ba cái thói su nịnh ở đâu á, về một bầu trời nịnh bợ. Người ta có su nịnh mình, người ta nói sự thật. Có những người không làm được như người ta thì gây ra đố kỵ, ghen tức, ganh tuông, suốt ngày đi không biết chấp nhận với ai. Đè đâu thằng em mình ra chì chiết chửi bới tối ngày. Tôi đâu cần mấy người thương. Chị mà không thương em suốt ngày chửi em không? Tôi cũng đâu cần mấy người thương, anh Vũ thương tôi được rồi. Thôi đừng có gây lộn nữa. Ăn đi không nóng nè. Ngày mai chị nấu thêm nha. Đây. Để xong ăn. Em thử hết. Càng ngày càng đẹp. Sớm lấy chồng nha. Em cảm ơn chị hai. Em có chồng rồi em sẽ dắt chồng em về ở để cho chị hai nấu ăn luôn. hoài cấp từ sáng tới giờ chưa thấy vợ sao mà chồng. Út, Út nói gì vậy? Út nói gì đâu. Út coi điện thoại, trong điện thoại nó có mấy cái tin mình đẹp gì đó mà. Dạ. Út ơi, gì? Út có chuyện gì cứ kêu con làm nha. Ừ, làm hết công chuyện rồi còn gì đâu nữa làm. Rồi con cắm hoa xong rồi. Út ơi, cái gì nữa? Con về nhà để con nấu ăn nha. Ừ, con đi nha. Ừ, có gì gọi điện thoại cho con nha. Thì cái từ hồi nó về làm dâu cái nhà này, mình không còn công chuyện gì để làm hết trơn. Rồi sao bất công vậy? Cũng là phụ nữ với nhau mà. Sao mình ăn ở không hoài vậy? Ăn không hoài cũng buồn chứ. Mất công chuyện đi làm, không biết là sự gì hết trơn trọi. Tội chồng, chồng riết rồi. Sao vậy? Sao vậy kiệt tác? Sao kiệt tác lại nhăn nheo rồi bực dọc vậy? Ai? Ai chọc kiệt tác? Còn ai vô đây nữa? Ai? Con Lan đó. Lan làm gì? Thế nó cũng ổn định lắm mà. Nói chung là nó ổn định, nhưng mà nó không có ổn thiệt. Cái gì mà ở trong nhà, cái giống gì nó cũng làm hết trơn. Riết là tôi giống như là đồ bỏ vậy đó. Thì nó làm được đó. Con cháu, con cháu nó làm được thì cứ cho con cháu nó làm chứ sao. Nhưng mà vấn đề là không có vừa lòng tôi. Trời đất ơi kìa đó. Cắm cái vỏ hoa đó cũng là cái vỏ hoa với cái giao diện y hệt vỏ hoa tôi đã từng cắm. Nhưng hôm nay cái vỏ hoa của nó nè, nhìn đi đó. Không có một chút thần, không có một chút hồn. Bởi vì sao? Nó không đặt đủ cảm xúc vào. Bực bội. Nhưng mà cái kiểu nó cấm là cũng là bán được nha. Nhớ thì không? Bán được thì bán được, nhưng mà nhìn không có hồn vía gì hết á. Bực bội. Trời ơi, cứ vậy hoài sao được. Nó không được cái này thì nó cũng được cái khác. Được ví dụ gì? Nó nấu đồ ăn ngon. Nó nấu đồ ăn được không? Cũng được. Đó, thì mình cảm thấy cái kia nó không được thì mình phải kiếp cái gì của nó mà nó ổn định, mà nó hay thì mình dính vô cái đó, là mình gọi là mình tha thứ cho nó, hiểu không? Nhưng mà nói chung á là tôi vẫn không bằng lòng, tôi vẫn không đồng ý. Rồi thôi thư giãn. Nó nghe mấy bữa nay coi một cái phim cũng hay lắm. Cái gì vậy? Con dễ thương. Xin lỗi, không có rảnh để coi phim. Con đi. Không, tâm hồn tôi chai sần sỏi đá rồi, không có nhu cầu coi phim nữa. Thôi, cái này là ông bắt tôi mới coi đó nha. Coi đi, mình dễ thương lắm, cười chết luôn. Thư giãn, lâu lâu thư giãn. Thôi cười. Cái phim gì đâu á mà vui hết, được tất cả các nhân vật ghét mỗi mình cái con nhỏ con dâu này nè. Trời ơi, con vịt nó xéo sắc, nó dữ tợn, nó hỗn hào. Tôi nói thiệt cái nha, tôi mà có đứa con dâu như vậy hả, là tôi bé nanh liền. Tao mấy chồng hiền khô, thằng chồng khờ ợt không biết gì hết á. Trời ơi, nó mô, nó nham hiểm, nó xấu đủ trò hết trơn. Hay à, khó hả? Thì đó, bực bội ở chung trong nhà mà không ai biết hết. Nó qua mặt hết chuyện này đến chuyện kia, tại vì không giúp đỡ được cho ai hết. Làm dâu khó không? Khó sao không khó? Bực bội không? Quá bực luôn á. Đâu phải chiều chuộng được với mẹ chồng đâu, đúng không? Thì nói vậy nhưng mà cái vấn đề là cái đứa con dâu này nó quá tệ, hiểu không? Đúng không? Quá tệ luôn. Tệ quá, nó không làm được gì luôn. Thì đúng đó, không? Gia môn bất hạnh mà có một đứa con dâu như vậy. Đúng rồi. Mà bé Lan nó làm được cũng nhiều á. Không kêu nó làm, nó cũng sắn tay vô nó làm. Mà thậm chí nó còn làm nhiều hơn nữa. Nó làm không được, nó cũng ráng nó làm. Vậy mà cũng bà mẹ chồng cũng khó chịu, đúng không? Thì đã ở sao? Ủa chú Sang ngồi con. Ôi con hay không, thấy con hay không? Con đoán chú Sang hôm nay thế nào cũng có bên đây. Cái con đem luôn 2 phần ăn luôn cho chú với lại dì ăn nè. Cha đem cho ấy ăn ha. Dạ. Có đồ ăn kìa. Ngon lắm á chú. Cha cô bộ khéo tay ha. Đâu phải mình tôi đâu. Đem cho 2 người đó. Ăn đi. Thì 2 người. Dạ mà... Không biết giờ có ai ăn chung không, chứ tôi thấy đồ ăn ngon lắm mà. Dạ. Chia làm đôi. Thì có thì ăn bậy vậy thôi. Ăn nhiều quá nó mập. Mình nó dư mỡ. Đủ rồi. Lấy thịt lấy thà thôi. Cơm ăn chi cho nhiều vậy? Rồi đi coi những con cháu trong nhà nó làm dâu làm sao. Được không chú, được không chú? Rồi nhà dọn dẹp cho mấy đứa ăn chưa? Dạ đem con... qua đây đây. Dạ tất nhiên là dọn hết rồi. Trời ơi con dâu nó hay hơn trong cái phim kia luôn. Ngon không chú? Ngon không bố? Con nhỏ này coi vậy mà cũng được, nấu ăn cũng ngon chứ bộ. Thì đâu ăn đi, hỏi han gì nhiều chuyện. Lấy trứng sao không ăn cho chú? Đúng ra anh coi nè. Trời ơi, cảnh này hả, diễn máu lắm luôn á. Bộ em diễn xuất thần luôn á. Chứ sao? Anh công nhận mấy cái vai tiểu tam mà tác qua tác lại nó hợp với em vô cùng luôn. Chuyện vai cho em coi như là đo đi đóng dài, không sai một tí nào hết. Anh chọn vai cho em. Trời ơi, thì ra cái tin đồn mà trong đoàn phim đó anh mua da cho em là đúng đúng không? Anh xin lỗi, thật ra thì anh chỉ muốn cho em một món quà đặc biệt. Em thích lắm. Trời ơi, em thích dễ sợ luôn á. Nói vậy là em muốn giận anh hả? Ôi, tự nhiên giận, mắc gì giận. Đâu phải ai có bạn trai mua dai là cũng muốn là được đâu, đúng không? Thật ra anh muốn em làm tất cả những điều mà em thích. Và quan trọng là anh tin vào khả năng diễn xuất của em. Và anh tin rằng một ngày không xa em sẽ trở thành một nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Đúng rồi đó. Em thật là hạnh phúc. Và em cảm thấy là em lựa chọn anh làm bạn trai của em là một sự lựa chọn chính xác. Bởi vì anh biết sao không? Sao? Ở trong gia đình của em không có ai là nghĩ là sau này em sẽ nổi tiếng. Họ cứ nghĩ là em sẽ đi đóng diễn viên quần chúng là thôi hết đó. Nhưng mà thật sự là em có khả năng đúng không? Đúng, em có khả năng. Anh luôn tin em. Bởi sao? Bởi vì anh là ông xã của em. Cảm ơn ông xã tương lai nha. Không okay. Cái nào. Ê, có tiếp đi. Cái đồ mặt dày, cái đồ khó ưa, còn thấy ghét. Đợi nó đi, mẹ anh Vũ lên á, cho biết thế nào là lễ độ. Trời đất ơi, chụp cho tôi vài tấm sexy nha. Biết rồi bà nội. Nè, tạo dáng đi nè. Tạo dáng tiên nữ nè, tiên nữ. Tiên đúng nữ rồi, tạo dáng tiên nữ trước nha. Đúng rồi, sexy lắm luôn. Tạo dáng ra bụng nè. Đúng rồi, đó sexy rồi. Đâu răng hả? Đâu răng. Đó. Đâu đầu nè. Đó. Môi chề chề răng tí xíu cho hấp dẫn nè. Đó. Quá sexy. Trời nữa đi. Nữa đi. Tôi ngồi nha. Ừ đó. Đấy. Chụp cho đẹp đó nha. Post lên Facebook đó. Đúng rồi, cái này là tiên nữ nè, cái này là tiên nữ nè. Ẻo lả. Tiên nữ tắm suối. Đúng rồi, đó. Trời ơi, cái giò mà nó già dễ sợ luôn. Là 2 mét chưa? Đúng rồi, chụp cái thế này là giò mà già lắm. Lại đi, đó, đúng rồi. Đổi kiểu. Đau chân đi. Dễ thương, đó. Trời ơi, mấy cái kiểu này là trai hốt và nhiều giờ lắm luôn đó nha. Đó. Đi gió nè. Dạ. Con. Ủa bác mới lên hả? Thôi để con ra con pha một cái ly nước mát cho bác uống nha. Chứ con biết bác đi đường xa mệt lắm. Thôi khỏi con. Cậu Vũ đâu? Dạ cậu Vũ ở trong có việc á. Vậy hả? Dạ. Quán xá người ta. Con cái nhà ai mà không biết giáo dục, ăn bận hở hang như vậy còn uống éo. Trời ơi, nhìn thấy ngứa mắt chưa? Dạ con xin lỗi bác, tại vì đây là bộ đồ con phải đi làm, con bận á. Con nói con. Dạ. Bác nói cô gái đó đó. À, bác nói chị Xuân á hả? Xuân? Dạ. Khách quen hả? À, dạ không phải quen không đâu mà rất là quen luôn á. Là sao? Dạ, chị Xuân là bạn gái của anh Vũ á bác. Cái gì? Bạn gái thằng Vũ?